Trung xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay Trung lại tiếp tục đến đây để thăm em Chính bị nổ bình ga đó cô chú anh chị. Thì hôm nay đến thăm lại tình hình sức khỏe của em như thế nào rồi. Và hôm nay cũng được cô chú mạnh thường quân cũng như mong muốn giúp đỡ đến để giúp cho em đi điều trị. Vậy sáng giờ chị có cho gì em Chính ăn sáng chưa? Sáng nó sưng rồi nó nằm nó gên hoài, nó cứ ra nước mắt rồi kêu nó ăn cháo, nó chưa có ăn. Cháo sữa chưa có ăn. Con ăn không có được hay gì vậy Chính? Sao hôm nay thấy cái sắc mặt nó làm như nó đen lại sao hả? Dạ nó sưng nè, nó sưng chỗ này. Rồi làm như nó hơi yếu hơn mấy ngày nay nữa. Bữa nay cũng như là con thấy trong người sao hả Chính? Thấy trong người mệt hả? Người hôm qua là chị có mua thuốc cho em uống hả? Có thuốc ngứa. Thuốc ngứa rồi giờ uống gỡ hết trơn, cái bắt đầu thấy hơi sưng sưng, cái đi mua thuốc sưng lại uống hai lần nữa. Dạ. Nhưng mà uống vô là cái thấy sưng lại hả? Dạ. Mình cũng như có nói bác sĩ là bé là bị bỏng hiện có. Tại đang vậy không? Dạ có, đi nói với bác sĩ nói nha, mua thuốc cho cháu uống thử hai lần đầu coi nó có sao không, bị gì nó sưng rồi nó nổ thùng ga. Rồi cái bắt đầu bác sĩ người ta cộng thuốc cho uống. Dạ. Rồi sáng giờ gia đình mình ăn uống gì chưa hả? Chưa, chị? Chưa ăn. Rồi làm cháo cho nó rồi với sữa đó rồi nó uống chưa được. Bữa nay Chính có uống sữa chưa? Chưa có uống rồi, có gì chị lấy sữa cho em uống đi. Dạ. Rồi đâu lấy tay này cũng như còn ngứa nhiều không? Bây giờ là còn ngứa nhiều hả? Bữa nay thấy em nó nãy giờ cũng mới thức các cô chú anh chị thì cái không có ống hút hả? Có ống hút không, để cho hút dễ hơn hả? Thường là con uống là uống bằng nguyên bịch vậy luôn hả? Hả? Không có lấy ống hút hút hả? Có không? Ừ. Rồi tắm rửa này kia đó con có tắm được không hàng ngày vậy? Mẹ tắm cho không hả? Uống sữa đi con. Rồi bữa là mới có đi hớt tóc chưa chị? Hớt rồi. Dạ. Đi hớt rồi mấy chú đã không lấy tiền. Như là thấy em nó cũng vậy á cho nên không dạ. Có lấy tiền. Dạ đúng rồi. Rồi bữa trời mưa có đi dầm mưa dầm gì không? Hả? Nó ngủ nguyên ngày luôn bữa đó. Ngủ nguyên ngày luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ thấy trong người nó mệt lắm hả? Rồi ngứa là còn ngứa dữ không? Dạ, đây, nữa không hả Chính? Không, không có đau hả? Bây giờ là chỉ là ngứa thôi. Rồi bây giờ xuất hành lại nó sưng. Nó sưng rồi nó mệt. Rồi nó có bị sốt bị gì không? Không, sốt thì không, không có bệnh gì ngoài ra hết. Bây giờ chỉ là thấy trước mắt là nó thở hơi mệt. Rồi dưới nó hơi có sưng, rồi dưới nó cái ngứa thôi. Dạ, rồi tối như vậy có ngủ được không hả chị? Tối con có ngủ được không Chính? Dạ không. Ít lắm, nó ngủ ít lắm. À, tối con ngủ ở đâu? Bên này. Trên giường đó hả? Ngủ dạ. Bên mình hay là ngủ với chị? Ngủ hai mẹ con. Ngủ với hai mẹ con hả? Rồi dạ. Cha với lấy mấy người em mà ngủ riêng. Đúng rồi. Dạ, rồi hôm nay con của chị có đi làm gì được không? Nó nghỉ tour nhỏ 14 tuổi với 15 tuổi đó, nó đi lặt đầu tôm rồi. Dạ. Nó đi làm thì ngày nào có tôm thì làm được 100 ngàn. Còn dạ. Ngày nào không có thì được 60. Dạ. Rồi bây giờ xe công ty hư rồi. Rồi bây giờ mình đi cái cũng xe khác. Mà người ta tịch thu là một người 20. Đi dạ. Về là một ngày đó người ta lấy 20. Dạ. Một tuần thì làm được 2 ngày. Bây giờ là đi phải tốn tiền xe đó hả? Dạ chị? Đúng rồi, bữa nay tốn tiền xe. Như là xe mà không tốn tiền nó bị hư hay sao? Dạ đúng rồi, xe công ty hư rồi. Dạ, rồi bữa chị cũng đi mua thuốc cũng như là mua tạm cho em uống 2 lần thôi. Dạ đúng rồi. Mua hôm qua tạm 2 lần, bây giờ uống hôm qua mà, một lần với bữa nay còn hơi sưng chút nữa. Nhưng mà hôm nay em thấy Chính con quay mặt qua đây nè. Hôm nay em thấy làm như là cái vết bỏng nó làm như nó hơi đen sậm lên là đúng rồi. Không biết làm sao hết. Em cũng tại vì thường sao. Là cái da hôm bữa em xuống thấy cũng như là da nó cũng còn hồng hào dữ lắm. Dạ đúng rồi. Cái vết bỏng nhưng mà hôm nay thì thời gian 3 ngày nay nè là bắt đầu nó ngứa quá trời, thành ra nó gãi lên sao mà nó vừa ra máu cái chùi rồi bây giờ quay lại nó đen vậy đó. Rồi giống như là nó có hay đổi cái sắc tố da như vậy không? Dạ có. Là thường là bao nhiêu lâu là đổi sắc tố da như vậy một lần hắn? Thí dụ mình có cái thuốc mà mình mua một chai thuốc
tha nó như kem vậy đó. Dạ. Là thuốc bữa hổm đó là một chai 300 ngàn đó. Dạ. Là sức nó thì nó mạnh khỏe lên. Cái đó là bắt đầu nó thấm thuốc vô cái mặt, rồi nó đỡ cái khuôn mặt nó trắng trắng một chút, rồi thuốc nó thấm vô là nó không có ngứa, nó không có nhức. Dạ. Rồi mình không có tiền mua thuốc đó, thành ra là nó vậy. À, vậy là có cái thuốc tha là dạ, đúng nó rồi. Sẽ là cũng như là dịu đi, nó cái da của mình nó cũng không có ngứa. Dạ đúng rồi. Còn không có cái thuốc đó là nó ngứa rồi nó giống như là nó khó chịu vậy đó ha. Dạ dạ đúng rồi. Rồi khó chịu quá vậy, bởi vì em nó cũng không có ngủ ngơi gì được hết trơn cô chú anh chị. Thuốc đó là xài á, là một chai đó là ti chai bự thiệt mà sức có 2 ngày à, tầng thê tầng mình nó đó, nguyên cái mình nó tha được 2 ngày, một chai là 2 ngày, chai 2 ngày. Trời. Thành ra nặng tiền quá, thành ra là không có tiền mua. Dạ. Đi một chuyến vậy là mua 3 triệu, 4 triệu. Cũng như là người ta cộng thuốc đó rồi thuốc uống luôn, thuốc nước có cái chai, cái lọ nước luôn rồi với cái đó luôn. Dạ. Rồi mình không đi, có tiền xe, tiền cái... bổng đi mua luôn. Dạ, rồi cái chỗ mà chân này kia có bị ngứa không Chính? Ngứa tầng thê luôn. Mấy cái chân ở dưới này nè Chính. Có, nó gãy ngứa, nó đứt hết trơn. Nhưng mà bữa nay là làm như là có ngày sao, nó có ngày mà nó sậm lên thấy quá trời luôn nè. Bây giờ này cái ngón tay này giật cũng sưng luôn rồi nè. Tay... Bữa hổm thì không có sưng, giờ sưng nè. Ủa đây là gãy tới đất luôn hả? Gì nữa ở đây con gãy tới đất luôn hả Chính? Trời ơi. Nó muốn dính nữa đó. Bây giờ con đừng có gãi nhiều nữa, giống như ngứa quá mình nhẹ nhẹ thôi, đừng có gãi mà tới đứt cái tay của mình. Đứt là nó sẽ lâu lành lắm á. Gãi con không chịu nổi. Gãi không chịu nổi hả? Bữa nay là đỡ hôm qua mồi ôi máu không luôn, mà ngồi nó ngồi đâu là gùi bu đó đó. Hôm qua đó nó gùi lại bu luôn đó. Dạ. Từ cái mặt nó luôn qua. Dạ. Mấy anh Hằng, Mạnh Hằng Quân nó ảnh ngồi cái ảnh phủi không à. Là gùi nó lại bu. Đúng rồi. Là chỗ cái vết đứt hay là này. Sao? Dạ đứng rồi, rồi cửa mặt nó, khuôn mặt nó đó rồi đứt hết trơn. Hôm qua nó gãi nó ngứa quá đó rồi gùi nó bu. Mấy ảnh ngồi cái quạt mũi gùi không. Cô chú anh chị thì bây giờ cũng em nó cũng rất là gọi là ngứa rất là dữ dội, tại vì gia đình cũng như là chưa có đem đi tái khám lại, cũng như là từ lúc dịch tới giờ cũng không có đi được. Thì cũng hôm nay cũng được cô chú Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ cho mình, thì anh Lành cũng như là người sẽ nhờ một cái người cô là cô gì thôi lúc trước đó, không biết cái người cô mà chị có nói là đưa Chính đi khám bệnh đó. Dạ. Người cô đó là sẽ đưa Chính đi ha, thì người cô đó cũng như là giống như là đi khám là mỗi một lần đi, không phải là chị nói ai, chị có nhớ không? Chị Hằng. Dạ. Anh Lành anh cũng biết. Dạ. Chị đó. Đưa đi á là đi về là chịu sao, còn đi. Dạ. Đi không á cũng chịu sao. Dạ. Đó thì nữa thì xuống chút xíu anh Lành xuống thì em cũng cho ảnh giống như là hướng dẫn và đem Chính nữa đi thăm khám lại ha. Dạ. Để em nó có một cái đỡ đi cái sự đau đớn như vậy chứ. Dạ. Bây giờ mà sống mà cứ ngứa với lại đau nhức như vậy thì mình làm sao mà mình sống được. Dạ. Nhưng mà cái gọi là sự may mắn của em đó là cũng thoát cái thập tự nhất sinh cái bữa đó là rất là tốt, là sống được ngày hôm nay. Dạ. Gia đình em thì cũng gia đình nhà thì cũng khó khăn lắm, mình cũng không có chuyện gì làm, đất đai thì không có, nhà cửa thì được 4 mét mẹ cho. Rồi. Mẹ cũng không có, mẹ cho được bao nhiêu đó đó. Ở đây rồi sống thì nhà cũng sống thì cũng con cái nó bệnh dị, làm phận làm cha làm mẹ không lo được cho con. Bây giờ từ đầu đến cuối cũng nhờ Mạnh Hằng Quân và từ thiện và cô bác anh chú rồi giúp đỡ gia đình em, rất là cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Yeah. Chị đem cái khăn chị lao cho em cái, em thấy nó gần như là cái miệng giống như lỗ sữa nó dính á, nó không có. Chị lấy khăn lao cho em nó đi, em mượn cái mic lại chị. Dạ. Yeah. Khăn nhỏ nó đâu ở đây thì giờ con coi khi mà con nhớ lại cái cảnh tượng mà cái bữa xảy ra tai nạn đó, con có bị anh giống như là một hơi ảnh nhờ bên chị Hằng đem đi. Khi mà con có nhớ lại cái cảnh tượng đó con có sợ không? Sợ. Sợ là nó ngồi cái bắt đầu là nó ưa nhiễu nước miếng gì nè, bị vì cái miệng này nó không có dính nè. Dạ. Rồi cái cặp mắt nó ngồi nó nhiễu hoài luôn, rồi khi nào nó buồn cái nó ngồi nó khóc ên. Ở trên chỗ mắt này con có ngứa không? Dạ, em mở cái mic để cho bé nói chuyện với cô chú Mạnh Thường Quân ha.
Bây giờ con nói cho cô chú anh chị nghe coi, bây giờ con trong người con thấy như thế nào rồi? Con bị gì thì con nói. Dạ mệt. Là thấy mệt chưa lắm hả? Dạ. Rồi thường là con mệt là con làm gì, con ngủ hay là sao? Ngủ. Nằm ngủ vậy hả? Dạ. Rồi ở nhà vậy đó có nằm giống nằm gì không hay là nằm ở trên giường nữa đó? Dạ có. Ừ. Rồi bây giờ cũng như là cái lúc mà con hàng ngày thì con có bị ám ảnh mà cái thời gian mà con bị tai nạn đó, lâu lâu cũng như là con khi mà con thấy cái bình ga con có sợ chứ không? Có, ai bật lửa cũng sợ. Bây giờ con thấy bật lửa cũng sợ đó hả? Dạ. Giống như là nó một cái ám ảnh của con. Rồi hàng ngày thì con ngủ gì có cũng như là chim bao gì đủ là thấy về cái cảnh tượng mà mình nổ bình ga đó không? Rồi bây giờ là chị hãy thấy, nói chung là cái gì về lửa là con đều sợ. Dạ. Không có dám đến gần. Dạ. Lúc đó là khi mà bị tai nạn đó là con mới có 9 tuổi rồi đúng không? Dạ. Mà bây giờ cũng năm nay là bé cũng 12 á nha chị. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ thôi vậy, mệt thì con đi nằm nghỉ đi ha. Con đi nằm nghỉ đi. Đi chính, con vô nằm nghỉ đi. Ngủ ở đâu? Thường là bé nằm nghỉ ở đâu ha? À. Nghỉ uống chưa? Con nghỉ uống sữa chưa? Uống cho hết đi rồi lên nằm nghỉ đi con. Đi, nằm nghỉ đi con. Nó nằm nó không có cho chạy chứ. À, ủa sao không có cho bé nằm chiếu nó ha chị? Nó không có nằm chiếu, cô Mạnh Hằng Quân, chị Ánh đó, chị cũng mua cái nệm cho nó một cái. À, cũng mua nệm mà. Đúng rồi. À, mà cô Mạnh Từ Thiện, Mạnh Hằng Quân đó là chị Ánh ở bên Vĩnh Long nó cũng mua một cái nệm. Rồi dạ. Cho nó nằm rồi cái nó nằm không được, nó nực quá trời, nó nằm không có được. À, em đã nói là nực hả? Dạ. Yeah. Nhưng mà em thấy nằm vậy là nó không có tốt, và có gì mình chải chiếu được không? Chải chiếu là nó nóng dữ lắm, nó nằm không có được vậy đó, lao chùi rồi cho nó nằm vậy đó. Dạ. Yeah. Cũng như là nếu mà nằm trên tường trực tiếp vậy để giống như là cơ thể nó dễ, nó nóng cho nên là thích nằm vậy hả chị? Dạ đúng rồi. Rồi nó ngủ cứ hạ miệng vậy hoài. Bây giờ nó thở ngay cái lỗ mũi đó, nó ít có thở ra. Ồ, cái chỗ lỗ mũi cũng như là nó nghẹt hay sao? Đúng rồi, đúng rồi. Chừng nào mà nó nghẹt rồi bắt đầu nó ho, nó nghẹt là nó thở cái bằng miệng không. Dạ. Cô chú anh chị yêu quá trời. Cô biết bỗng hết trơn cả người luôn. Rồi cái so với mà cái lúc mà bị bỏng tới bây giờ, chị có thấy cái sự cải thiện của em chính này không? Cũng như là cái sự cải thiện mà từ lúc khi mới bị bỏng đó. Nó gì là cỡ chừng tháng trước thấy nó yên ổn, nó nằm mình cũng hơi khỏe. Dạ. Mà trong thời gian hồi lúc đi chưa đi thám bệnh tới giờ đó là cỡ năm nay là thấy nó ngày si. Là bây giờ là càng yếu hơn cái lúc đúng mà rồi. Mới xuất viện. Dạ đúng rồi, nó không có mạnh khỏe như trước. Rồi nằm là cũng như là mở miệng vậy thôi chứ không có thở được. Dạ đúng rồi. Hôm nay thì cũng như ở nhà cũng có ai ở nhà hả chị? Em với chồng em, người với nhỏ con gái đó. Ông gại lộn với bên bà già chồng nó qua đây chơi. Dạ. Dạ. Ở đây là cũng như là nhà mình cũng được Mạnh Thường Quân giúp đỡ mình. Dạ, xây dựng lâu chưa chị? Cái này từ thiện á, là nhà nước á, thì có cho là 5 năm rồi. Dạ. Rồi bắt đầu nó muốn cũng hết trơn rồi. Rồi em sống á, nhờ Mạnh Thường Quân với từ thiện là lột tôn. Dạ. Rồi với các cái bên kia anh chút. Dạ. Người ta thấy muốn ngã nhà đó rồi người ta cất chút. Dạ. Xong cũng nhờ Mạnh Thường Quân. Dạ, nói chung thì căn nhà của mình gọi là cũng tốt đi. Dạ. Gọi là được yên ấm, nhưng mà ở đây gia đình mình thì cũng như là cái kinh tế làm ăn cũng như không có một cái thu nhập tốt ha. Dạ đúng rồi. Cho nên thì với lại là em chính hàng ngày cũng như là
cần phải có thuốc, cần phải có cái gọi là điều trị thì nó mới khỏe được. Dạ, nên là rồi. Ngày càng gọi là hiện tại thì gia đình chỉ có lo chỉ có mỗi một mình em chính thôi đúng không? Dạ. Có người những người con là người ta cũng gọi là đi làm và cũng như có gia đình này kia cũng tốt hết rồi hả chị? Người ta có gia đình thì lo riêng hết trơn rồi. Dạ. Bây giờ hiện tại mình còn có 3 đứa. Dạ. Có một đứa trai này với 2 đứa gái đó, còn 3 đứa đó. Dạ. Kính thưa cô chú anh chị, thì hôm nay Trung cũng cùng với anh Lan cũng xuống đến hoàn cảnh của em chính và cũng như có hỗ trợ đến một ít nhu yếu phẩm cũng như sữa này kia đến cho gia đình. Dạ. Ở đây thì các bé cũng rất là nhiều luôn, thì những hộ khó khăn ở đây cũng nhiều cô chú anh chị. Đó, ở đây bé nít rất là nhiều luôn ở đây ha. Ở đây nít nhiều. Dạ. Con đi học chưa con? Chưa đâu, chưa có giấy. Mấy tuổi rồi? 4 tuổi thôi. 4 tuổi rồi đó hả? Ừ, mẹ đi bỏ đó. Dạ. Con tên gì con nói coi. Mỏi cho Mỏi. Nói coi tên gì. Mỏi vậy bạp, không đâu Mỏi, Nhi. À, không có ngại gì, không có dám nói rồi. Không dám nói rồi. Dạ. Mỏi Nhi, nói đi. À. Nó tên Nhi, mình dạ. À, hôm nay cũng được anh Lành tặng bà con cô bác ở đây ha. Dạ. Dạ. Kêu bé lại đi để anh Lành phát sữa nè. À, bữa nay đi học rồi hả? Ở xóm đây trẻ em nhiều ha Lạnh. Đó là nhiều lắm, còn ở trong kia có nhỏ cũng bị tim bẩm sinh đồ nó. Dạ. Ồ, bây giờ nhỏ nhỏ đi học hết rồi. Đó, khui sữa ra chia nhau. Hôm nay đến đi học hết hả? Gắn dòm anh ơi. Đây Lạnh ơi. 500, chị Thảo Anh 200, Gia Huy sữa chua 100, Huyền Nguyễn 200, bé Nguyên 500, bé Lâm Khả Nhi 1 triệu, Ngọc Anh Nguyễn 200, Trần Nguyễn Hồng Nhung 1 triệu, chị Ngọc Trâm 300, Phạm Linh 300, Nguyễn Lan Anh 200, Lê Mỹ Linh 200, Phương Anh 100, chị Trang Tú Như 200, Nguyễn Tấn Đạt 500, Quách Mỹ Trang 100, Chi Lâm 200, bé Thanh Vương 400, Thảo Vi Trần 200. Rồi, thì tổng cộng mọi người ủng hộ cho bé là 7.250.000. Dạ, rồi con làm chẳng 7.300.000 luôn à. Rồi bây giờ 7.300.000. Bây giờ cái phần số tiền này gửi trao cho mẹ bé để mà mẹ bé lo chữa trị vết thương cho bé. Thì giờ chị có muốn nói cái lời nào với tất cả các mạnh thường quân cũng đã gửi ủng hộ cho cháu không? Dạ, bây giờ em cũng cảm ơn rất hân hạnh với mấy mạnh thường quân, mấy anh, mấy chị, mấy cô bác, rất là cảm ơn rất là nhiều. Cho cháu để qua cái bệnh tật này, làm cha, làm mẹ không được lo được phần nào hết trơn. Cảm ơn cô bác rất là nhiều. Dạ, cô, con gửi dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Con nói vài tiếng với con, nó con cảm ơn chú bác rất là nhiều. Con cảm ơn cô chú bác rất là nhiều. Là giúp đỡ con cho hết bệnh. Giúp đỡ con cho hết bệnh. Rồi đây, cái máy đây. Rồi. Đây con này con. Đây, nè vui không? Con. Đây, hai bịch nữa nha. Xé cái sữa ra cho đứa hai bịch sữa nữa đi quý. Xé cái thùng sữa trên đây trên đầu nè. Con sẽ giúp sữa. Đây, con hai bịch sữa nha. Nè con. Rồi. Đây, con hai bịch nữa. Rồi. Con lớn quá ăn luôn sữa luôn không? Rồi bé này nè, hai bịch luôn. Rồi. Bận ổn. Đây đây nè con. Bận. Dạ. Dạ. Này con cầm đi hai.
Kính thưa cô chú anh chị, thì hồi nãy cũng được anh Lành cũng như có kết nối với Mạnh Thường Quân cũng như có giúp đỡ đến gia đình chị cũng như một số tiền, và hôm nay cũng như bên kênh Vận Thương TV cũng được cô chú với Mạnh Thường Quân cũng như có giúp đỡ cho được thêm số tiền là 4,5 triệu nữa. Thì đầu tiên là xin cảm ơn đến gia đình Đức Tâm và Đức Thiện ở Mỹ có giúp đỡ cho gia đình là 4 triệu. Tiếp theo nữa là cũng xin cảm ơn đến một người chị là Nguyễn Thị Kim Sưng cũng có giúp đỡ cho gia đình là 500.000 đồng. Thì tổng số tiền là 4,5 triệu đồng ngày hôm nay chúng cũng trao cho gia đình cũng như là gom góp số tiền để cho em Chính được đi điều trị và phẫu thuật cô chú anh chị. Dạ, thì hôm nay cũng cho em xin gửi cho chị là số tiền 4,5 triệu đồng, chị đếm lại dùm em cho đủ số tiền 4,5 triệu nhé. Dạ đủ. Dạ. Dạ, em cảm ơn cô bác anh chị ở bên nước ngoài rất là nhiều. Dạ. Với chị giúp đỡ bên này cũng rất là nhiều nữa, rất là cảm ơn. Dạ. Và cảm ơn anh chị rất là nhiều giúp đỡ cho cháu đi mổ thuật. Dạ. Dạ. Thì cũng như là số tiền này nữa thì cũng gom góp để đưa cho đêm Chính đi điều trị ha. Dạ. Đó thì hôm nay cũng như rất hữu duyên được đi em Chính cũng như gửi lời cảm ơn cô chú đi. Rất là nhiều với cô trong nước luôn. Rồi, con chị bệnh mau hết bệnh. Rồi nữa cũng như con đi điều trị cũng như cố gắng ăn uống này kia ha, để mau giảm đi cái sự đau đớn hiện tại mà con đang đón nhận ở đây. Thì hiện tại đó cô chú anh chị, cái sự đau đớn của bé hàng ngày ngủ không có được, ngứa rồi lại thêm gọi là nóng trong người nữa, với lại tại vì từ lúc bỏng đó là rất là ngứa luôn, hàng ngày là ngủ không có dám ngủ chiếu và nệm gì hết, nằm là trực tiếp trên cái miếng gạch lót đó cô chú anh chị đó, vì bé giống như là sau khi bỏng rồi cảm thấy cơ thể lúc nào nó cũng cảm thấy nóng hết trơn. Dạ, thì hôm nay cũng như là rất là may mắn ha, thì nữa thì cô chú cũng như là giúp đỡ cho em, nó cũng hy vọng là sớm được bình phục trở lại hắn chị. Dạ, em cũng cầu mong như vậy. Dạ. Mau khỏe, bị gì phận làm cha làm mẹ không lo được số tiền lớn. Dạ. Dạ. Rồi vậy thôi, thì cũng như nữa thì cái số tiền ở đây đó thì anh Lành cũng có chia sẻ là cũng nhờ một người chị Hằng ha. Dạ. Là sẽ gom cái tiền đó và đưa Chính đi bệnh viện. Dạ. Thì trước đó là mình đi khám ở đâu ha, là cái trước thì lên xe từ đi lên tới Di Đồng 1. Dạ. Là vô thẳng Di Đồng 1 là khám. Dạ. Là tiền xe là 1,6 triệu, rồi dạ, vô là người ta kêu mình cảm ứng là 2 triệu. Dạ. Vậy là nói chung bây giờ là sẽ đi bệnh viện Nhi Đồng ở trên Sài Gòn. Dạ. À. Là đi vô là bắt đầu là vô cảm ứng người ta 2 triệu, tới chừng mình ra rồi khám rồi nếu mà không có nằm viện á, dạ, thì số 2 triệu đó là chảy ra là thuốc men. Dạ. Dì là dạ, uống được ngày 2 ngày. Dạ. Còn nếu mà mình có nhập viện á thì cảm ứng là 5 triệu. Dạ. 5 triệu đầu tiên rồi vài ngày sau nữa là kết quả là cảm ứng thêm nữa. Dạ, nhưng mà bây giờ là chắc là trước á là chỉ khám là mình thăm khám, mình lấy cái thuốc về nhà uống thôi chứ không có nằm viện luôn. Trước á dắt đi khám mắt trước, nếu mà có kết quả là người ta lên lịch là mổ luôn. Ờ. Là mình chưa biết được là nằm hay là không. Dạ, nói chung bây giờ trước mắt mình đem em Chính đi bệnh viện trước đi, chứ bây dạ, giờ mình cũng chưa biết là hướng điều trị như thế nào đâu ha. Dạ, dạ. Vì có cái ba tờ đó mình chưa biết kết quả làm sao. Dạ. Dạ. Vậy là những cái giấy tờ mà từ trước mà đó thăm khám này kia đó thì mình cũng nhớ giữ kỹ càng. Dạ, còn rồi hả? Xong mình cũng đem lên cho bác sĩ hết trơn đi ha. Dạ, để dạ, cho bác sĩ có một cái hướng để mà điều trị tốt hơn ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Em cũng xin cảm ơn chị ha. Cũng giúp đỡ cho cháu được 12 triệu. Thì cái phần này gửi cho chị. Tôi nắm chị đó chị vậy thôi, gửi cho chị khi nào á bé đi lên trên bệnh viện đó điều trị bệnh đó thì chị có xe, bà chủ xe mà chở không mà Bri hả? Chở lấy dầu. Chở lấy dầu hả? Rồi chị chở, chị muốn lấy nhiều đó là lấy, nhưng mà giá vừa phải thôi. Giảm 50% giá dầu đó, giảm phút 50% đi đi rồi xong rồi lấy tiền dầu rồi xong rồi coi cái chi phí bao nhiêu.
thì chị lấy cái hóa đơn chi phí rồi chị gửi chị tiền nha, chi tiền nha, rồi chị là trách nhiệm giữ tiền 12 triệu. Bây giờ em cũng nói chứ chung với anh làm hồi đầu tiên bây giờ em cũng nhờ chị Hằng rất là nhiều, nhờ chị cũng nhiều đó, nhờ chị Hằng rất là nhiều gạo đọc, chị cũng đây, cho rồi, rồi tiền bạc chị cũng cho. Đây, đây là mạnh thường quân tích cực nhất ở trong đây mà. 2 rồi xong mà 4 6 8 10 12 rồi em chung góp được 4 triệu rưỡi, con dâu rồi cũng xin được 7 triệu. Người ta nói con dâu dởm gì dởm biết quá, dởm đây đi, thấy trẻ mà con dâu rồi chị, con dâu quá thì góp được cũng 7 triệu 3, rồi tôi lấy thêm 200 nữa đắp vô là đúng là 7 triệu rưỡi, là 12, tổng cộng tất cả là 12 triệu ha. Rồi giao cho chị. Chị có gì thì chở bé đi trị bệnh đó, rồi xong rồi cái chi phí bao nhiêu thì ra nha. Nhà bé Chính này cảm ơn Mạnh Thường Quân với cảm ơn dâu lành với chung rồi cũng như chị giữ đây, rồi cũng như mà như mỗi kỳ mà đi chị điều trị đó là chị phải chi ra tiền xe, tiền thuốc men, tiền thuốc men hóa đơn điều trị nha. Rồi thôi vậy cũng thay mặt các Mạnh Thường Quân cũng chân thành cảm ơn chị Hằng, coi như là chủ 3-4 xe du lịch ở trong cái sách nha. Rồi mọi người có đi mà đi đâu đó thì nhớ kêu chị Hằng giùm luôn nha. Hằng cái sách đi du lịch đó, du lịch đi, còn này đi điều trị thì lấy dầu thôi, lấy dầu với lấy tiền tài thôi, là giảm hơn 50% á, tại thường thường cũng là 50% là 50% rồi hả? Chắc tôi sắm xe chạy nó quá. Chung trừ tài với trừ gãy phải rồi, đi du lịch mà. Rồi cũng rồi, xin đây, cảm ơn chị Hằng rất là nhiều ha. Cũng nữa chị là người đứng ra để mà đưa em Chính đi điều trị cho cô chú anh chị. Ngá vô cái máy chị cái đi. Nhớ số không vậy chị nhờ, chị ấy mà nhớ mà mốt có hổng cái gì. Thằng cháu nội bị lớn đó. Trời ơi trời đảo quá trời đảo nè. Để rồi em để cho chị có thuộc số không? Sáng chị trước. Dạ cô chú anh chị thì bây giờ cũng được chị Hằng là cũng như nhận số tiền cũng như gom góp của cô chú Mạnh Thường Quân để đưa em Chính đi tái khám ở đây nhà chị Hằng, cũng như có chiếc xe đó cô chú anh chị, thì và cũng như khi trước chị cũng như có mang em Chính đi điều trị, lần này cũng như tiếp tục để đem em Chính đi điều trị, thì cũng mong em sức khỏe hồi phục để có cái cuộc sống tốt hơn. Rồi bây giờ nãy giờ cũng qua bển mệt rồi, bây giờ cho em về. Làm ơn. Anh chị Mạnh Thường Quân với cô bác chứ tới đây chia sẻ với em rất là mừng, rồi cho được tiền em cũng rất là mừng. Mà giờ tiền thì em không có giữ, em cho là chị Hằng thầy xế giữ. Khi đi tái khám thì chị đưa tiền, đúng như là chị tính toán tiền xe rồi thuốc men chị chi phiếu luôn. Và em không có giữ tiền mà em mừng dữ lắm, con được đi bệnh viện là em rất là mừng. Cảm ơn anh chị cô bác ở nước ngoài, ở trong nước cũng rất là nhiều. Rồi anh chú lại tới gia đình của tôi rất cũng cảm ơn rất là nhiều luôn. Ở đây thêm nữa thì em cũng muốn hỏi chị thì cũng như là cha nuôi của Chính thì thời gian này cũng như có còn liên lạc cho Chính gì không? Lúc này nói chung ra thì gia đình mình khổ, gạo không có ăn mà tiền bạc thì không có tiền mua thuốc uống. Mà cha nuôi của bé khi điện hỏi thăm hoài điện cứ hỏi nói là cháu đi bệnh viện chưa, nói chưa có tiền là người ta cũng nín. Rồi tới chừng khi lợi một năm nay lợi được 2 lần, một lần cho được 20 bịch sữa với một lần thì cho được 200 ngàn. Có nhiêu đó hả? Nói chung muốn xa lắng cháu hay gì vậy? Nói chung cũng có qua, nhưng mà chắc có lẽ kinh tế của gia đình chắc cũng khó, cho nên chắc không có giúp được cho em Chính ha. Dạ em cũng nghĩ như vậy, mà có một cái mà cứ điện hỏi không, mà tiền bạc thì không có gửi mua thuốc. Mà người ta điện hỏi tôi cũng rất là mừng rồi. Thì hôm nay em cũng như đến đây cũng như có kết nối Mạnh Thường Quân thì giúp đỡ cho gia đình mình bao nhiêu ha. Thì em cũng đến đây bao nhiêu và cũng xin cảm ơn chị rất là nhiều. Thì em cũng xin phép đi về ha. Và thì cũng hy vọng đem em Chính đi điều trị thì sớm hồi phục, cũng như để em cũng như là bớt đi cái sự đau đớn hiện tại của em, và cũng như là hy vọng cái được hữu duyên cô chú đó có thể là được phẫu thuật cho em để mà trở lại gọi là
Nói chung là để em chở bình thường thôi, không cần phải là cái gì hết á. Vậy là rất là tốt rồi ha. Dạ, em cũng cầu mong bây giờ là thứ hai tuần này em đưa cháu đi. Dạ. Rồi vậy thôi, bây giờ em cũng cảm ơn chị, em xin phép về ha. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ Trung cũng cảm ơn đến cô chú anh chị rất là nhiều đã theo dõi video này của Hoàng Trung TV. Và Trung cũng xin khép video tại đây và cũng xin hẹn gặp lại với cô chú anh chị trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.